Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 2 năm 2024, Truyền thông Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã tiến hành di dời về nơi phòng khám được phục dựng lại. Và trước khi di dời, các học trò ưu tú của cha Pero Nguyễn Văn Tường, thầy Tiến, thầy Quý, thầy Thanh và thầy Hạnh đã tổ chức cầu nguyện xin Đức Chúa Trời và cha Pero Nguyễn Văn Tường phù hộ cho mọi sự bình an, đồng thời ban hồng ân cho phòng khám luôn luôn soi đường dẫn lối để dẫn dắt các thầy đi đúng hướng, làm cho mọi sự đều an lành trước con đường cứu người mang bệnh hiểm nghèo. Sau buổi lễ cầu nguyện, tất cả các thầy, nhân viên, người nhà bệnh nhân đã tiến hành di dời tượng Chúa, di ảnh cha Pero Nguyễn Văn Tường, vệ sinh toàn bộ khu vực phòng khám được phục dựng tại nơi thờ Chúa, thờ cha được vệ sinh sạch sẽ, cẩn thận, đặt hương quả, ngăn nắp, chỉnh sửa tượng Chúa di ảnh cha Pero Nguyễn Văn Tường cho cân xứng, bánh trái, bông hoa, bát hương cho hài hòa. Nơi thờ mà trang trọng uy nghiêm tạo điều kiện cho tất cả mọi người đến đây với lòng thành kính mà cầu nguyện Đức Chúa ban hồng ân đến với mọi người. Cầu linh hồn cha Pero Nguyễn Văn Tường được về chốn nghỉ ngơi và luôn đồng hành với các thầy và bệnh nhân ung thư. Chưa đầy 3 giờ đồng hồ mà các vật tư, trang thiết bị y tế, đồ dùng sinh hoạt, vật dụng cần thiết, bàn ghế, giường bệnh được vận chuyển và sắp xếp ngăn nắp rất thuận tiện để phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân. Với cơ sở vật chất hoàn toàn mới mẻ, nhà chờ cao ráo, các phòng chức năng được lát gạch sáng đẹp, không gian thoáng mát, sạch sẽ, gọn gàng nhằm phục vụ tốt cho hoạt động khám chữa bệnh và hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Ngoài ra, hệ thống điện sinh hoạt gắn biển tên cũng được người nhà bệnh nhân tề tụ về đây nhiệt tình giúp đỡ cho phòng khám để đấu nối hệ thống dây điện các phòng, nhà máy nước tinh khiết, lắp đặt hệ thống đèn cao áp sử dụng năng lượng mặt trời, hệ thống đèn toilet. Người nhà bệnh nhân cũng tham gia vệ sinh, lau chùi bàn ghế, quét dọn nhà chờ khám bệnh để tạo nên bức tranh đa sắc màu và thấm đượm tình nghĩa giữa các thầy với bệnh nhân. Từ những thời khắc cùng nhau hăng say lao động đã nảy sinh ở họ những tình cảm thân thương, đồng cảm và gắn bó với nhau từ cách nghĩ, cách làm trong thời gian hỗ trợ điều trị tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Để một lần nữa khẳng định phương châm yêu thương cho không là mãi mãi mà cha Pero Nguyễn Văn Tường đã hy sinh tuổi thanh xuân để xây dựng và thực hiện hiệu quả phương châm yêu thương cho không đó. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo tồn và phát huy phương châm này ngày một hoàn thiện hơn trong tương lai. Sau những giờ hăng say lao động, mọi người cũng đã thấm mệt. Truyền thông Thành Võ xin cảm ơn tất cả mọi người xem công việc di dời phòng khám như nghĩa vụ của bản thân mình, nhưng đổi lại là một hình ảnh rất là thân thương phòng khám được phục dựng lại sao mà xinh thế. Từ nơi thờ Chúa, thờ cha Pero Nguyễn Văn Tường đến các phòng, nhà chờ đều bố trí hài hòa, rất thẩm mỹ, làm cho sự mệt mỏi cũng tan biến giờ cộng với bài hát ngợi ca cha Pero Nguyễn Văn Tường của anh Xuân Dũng sáng tác và thể hiện, cũng bày tỏ được tất cả tấm lòng của người bệnh cũng như bệnh nhân và tất cả mọi người ở bên nơi đây, và làm cho mọi người càng thêm hạnh phúc hơn.
Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, trở lại công việc hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Các bệnh nhân đã tập trung nơi phòng khám phục dựng lại các thầy Tiến, thầy Quý, thầy Thanh, thầy Hạnh, thầy Tứ Mai tham gia thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày, nhưng lại là nơi phòng khám khác với những căn bạc nắng gió trước đó, bù lại là trở về nơi ngày xưa cùng nhau làm việc và lớn lên theo năm tháng. Nổi bật cũng là thầy Nguyễn Tấn Thanh, tuy tuổi còn nhỏ, còn rất trẻ, nhưng vì yêu nghề, yêu thầy, mến bạn và đồng cảm với bệnh nhân, cộng thêm được cha Pedro Nguyễn Văn Tường huấn nhục tỉ mỉ từ nhỏ, cho nên thầy Thanh đã vượt trội với trình độ chuyên môn rất bản lĩnh. Dạ, em coi trên mạng rồi cũng được giới thiệu qua dì Giang với lại chị vừa rồi tên là gì cũng cùng xóm cũng đến đây rồi và chữa thì thấy cũng đã có kết quả tốt. Em cũng xuống đây bệnh viện thì cũng hết đường rồi, không cách nào. Ông xã của em là bị bệnh thực sự nhỏ rồi, thì bây giờ thì đã đi bệnh viện Chợ Đẫy, đi bệnh viện Cần Thơ. Bác sĩ thì cũng gần như bó tay, thì em cũng chạy xuống đây. Họ khuyên mình phải làm như thế nào? Họ nói là thôi thì cứ về rồi ăn uống bình thường, khi nào có những triệu chứng thì lên thì họ sẽ hỗ trợ vậy thôi, còn không có phương pháp cách nào hơn nữa. Vậy đó. Dạ. Nhưng em cũng chạy đến đây là thấy đây thì đã được rất nhiều người ra viện, em cũng rất là tin tưởng đến đây là lý do vậy. Dạ. Tôi là Nguyễn Thị Ánh, 59 tuổi, quê ở Đồng Tháp, Thanh Bình, Đồng Tháp. Rồi là chồng tôi là ho kéo dài thời gian cũng như năm mấy nay rồi, không có ho nhưng mà khàn tiếng, không ho không gì hết, sức khỏe bình thường. Ảnh cũng đi làm bình thường, ăn uống bình thường, nhưng mà ngày 24 tháng 1 này nè, năm 2023 nè, ảnh 24 ảnh đi khám thì phát hiện là khám ở bệnh viện Đại học Dược thành phố á, rồi phát hiện ra là ung thư thanh quản, thì bác sĩ biểu là ảnh xạ trị với là hai là mổ, nhưng mà tôi điều kiện không có điều kiện để mổ, với hai nữa tôi không muốn chồng tôi là mổ nằm ở đó là nó không, nó nói là mổ là không nói chuyện được luôn. Nhưng mà nếu mà thành công thì sống được do 3 năm, còn nếu thành công thì khoảng hơn 1 năm. Rồi tôi mới là có nhỏ em nó trị trên đây 2 tháng mấy nay rồi. Bệnh u não. Nó bị u não, khối u não đó. Bây giờ nó kêu lên đây, rồi tôi mới lên ngày hôm qua. Rồi bữa nay xin là đăng ký vô nhập viện đây. Mấy người bệnh mà tôi dẫn xuống đây là người quen trong bạn đạo, trong gần nhà đó. Rồi cái hoàn cảnh cũng khó khăn, người ta bệnh, rồi nói chung là ung thư mà đã khám trong bệnh viện, rồi bác sĩ là coi như là đã trả về. Nói là thời gian là 3-6 tháng nữa là sống phải cỡ 3-6 tháng nữa thôi. Rồi nói là thôi giờ về cho ông ăn uống gì đó đó, nhưng mà tôi tại vì có xem clip bên đây là thấy cái cách điều trị của cha rất là hay, nó có theo khoa học rồi chứ không phải là cái kiểu mà là nó mê tín gì đâu gì hết, nên là nó với cái kết quả nó đạt được là cũng có rất nhiều người người ta khỏi bệnh, nên là thấy vậy là cũng hướng dẫn cho mấy người bạn đạo này kia, người ta chỉ qua chỉ lại đó, mới dẫn xuống đây để mà nhờ mấy thầy khám. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, thay mặt các thầy truyền thông Thành Võ xin tri ân các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy vượt qua những khó khăn thách thức. Các thầy xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp phục dựng lại
phòng khám Cha Tường yêu thương cho Không và các thầy. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn. Để công trình phòng khám Cha Tường yêu thương cho Không và các thầy thêm khang trang và bền lâu, truyền thông Thành Võ kêu gọi nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho phòng khám, để chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho Không mà Cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa đối với bệnh nhân ung thư. Năm cũ cũng dần bước qua, năm mới cũng sắp bắt đầu. Truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy kính chúc các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương đã đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi đồng ấm, ngập tràn niềm vui, cuộc sống mới thành đạt hơn. Chúc người bệnh và người nuôi hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của Cha Pedro Nguyễn Văn Tường thật sự hết bệnh để về với gia đình người thân. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng kính chào. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi Cầu Ngang Duyên Hải. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.